Quang Hùng Master D và quá khứ đầy khó khăn, từng bị chủ nhà đuổi, phải ngủ ngoài công viên. Tại vì lúc đó là mình bị đuổi ra khỏi nhà rồi, cô chủ nhà cô đòi lại nhà rồi, không có chỗ đi rồi, thì lúc đó Hùng nhớ là Hùng ngủ ngoài công viên, ngủ 2 ngày. Có ý định bỏ hết sự nghiệp về quê kiếm sống. Thì Hùng mới vào công ty đó, sau 2 tháng được phá sản. Lúc đó là Hùng cảm thấy rất là nản, tự bỏ cái ghế rồi. Ngày xưa 2 chữ debut là điều xa xỉ nhưng giờ anh đã làm được. Đối với Hùng không có 2 chữ debut, không có, thật sự là không có. Hùng debut rất là nhiều lần rồi. Mà đa số là không thành công, người ta chê mình hát sợ. Mơ lớn nhất của Hùng đó là được đứng trên sân khấu và cầm mic hát. Hùng không bao giờ bỏ cuộc. Nhớ em nhớ trong giấc mơ đến khi xác sơ tình đâu ai cũng có. Để có được tên tuổi xứng tầm quốc tế như Quang Hùng Master D nhà ta thì ít ai biết được ngày xưa anh chàng này đã trải qua những gì. Đường Đường cũng là con cưng của nhiều fan Việt lẫn nước ngoài. Ấy vậy mà trong quá khứ nam ca sĩ phải ngủ 2 ngày ngoài ghế đá công viên vì không có tiền trả tiền nhà. Hơn nữa anh chàng còn có ý định về quê lập nghiệp vì theo đuổi con đường âm nhạc quá là khó khăn. Debut bao nhiêu lần là thất bại bấy nhiêu lần như vậy. Những tưởng người hâm mộ sẽ không còn được nghe cái tên Quang Hùng nữa nhưng trời xui đất khiến nam ca sĩ đã trở về đúng với quỹ đạo mà bản thân mình hằng mong ước. Biết rằng là người nổi tiếng thì ai cũng có cho mình những khó khăn riêng, nhất là khoảng thời gian đầu mới vào nghề, và Quang Hùng cũng không là ngoại lệ. Ngẫm lại mới thấy để có được sự thành công như ngày hôm nay thì anh chàng đã cố gắng rất nhiều lần. Còn nhớ kỷ niệm nam ca sĩ đi hát ngoài đường, tuy chỉ có vài khán giả đứng xem nhưng Quang Hùng vẫn trình diễn hăng say, không thua kém gì đang đứng ở sân khấu lớn. Ôi và đến rồi đi, để làm chi? Bởi thế cho nên nam ca sĩ luôn biết ơn và trân trọng những khoảng thời gian khó khăn đó. Thậm chí anh chàng còn tự cảm ơn bản thân ở quá khứ vì đã không bỏ cuộc. Mình cảm ơn bản thân mình tại vì lúc đó cho dù bao nhiêu khán giả mình cũng không bỏ cuộc. Em muốn gửi lời cảm ơn tới Quang Hùng Master D từ thời đó thật. Bên cạnh quá khứ cảm động muốn rớt nước mắt của Quang Hùng thì anh chàng còn có quá khứ trầy trụa cảm lạnh không kém. Từng làm DJ trước khi làm ca sĩ, vậy nên bây giờ khán giả mới có thể dắt vàng lỗ tai với những bản nhạc hot hit, nghe là muốn quẩy của anh chàng. Cũng chính vì gắn bó với danh xưng DJ Hùng Music mấy năm trời nên lâu lâu nam ca sĩ cũng muốn nối lại tình xưa. Mỗi lần lên sân khấu trình diễn là Quang Hùng nhà ta không thể thiếu vũ đạo ca hẩy khiến dân tình mê đắm mê đuối. Cũng vì lẽ đó mà anh chàng còn bị đào lại thời quá khứ từng trốn học đi múa lân. Nhiều người còn cho rằng để có được những màn ca hẩy mãn nhãn thì skill múa lân ngày trước cũng đã bổ trợ cho anh chàng rất nhiều. Và tầm tiết thứ 4, tiết thứ 5 là bắt đầu trốn học đi múa lân. Thực sự thời xưa đam mê luôn mà, đi múa đám cưới các thứ luôn á, các cắt xe các thứ nha. Hay thời trên đất chân giáo, anh chàng lại cống hiến cho khán giả bằng giao diện không thể nào khờ hơn của mình. Đến cả những fan cứng cũng không dám nhận idol. Quá khứ cảm lạnh như thế hèn gì mà chưa bao giờ thấy Quang Hùng lên tiếng trải lòng. Nếu mà các fan ruột của anh không đào lại thì không biết anh giấu công chúng đến khi nào nữa. Dù gì đi nữa thì giờ đây anh chàng đã trở nên nổi tiếng, đi hát, đi diễn, chạy show ê hề, cho thấy những khó khăn mà anh đã từng trải cũng được đền đáp xứng đáng. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.